mời Minh Anh ạ. Cô là con đi xem ở video vừa rồi thì em bảo thấy là tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên sinh vật, tài nguyên khoáng sản của vùng biển nước ta rất là phong phú và đa dạng. Nhưng mà bên cạnh đó thì vùng biển nước ta thì vẫn đứng trước nguy cơ, rất nhiều nguy cơ, đó là suy thoái biển ạ. Ô nhiễm môi trường do ý thức của người dân và nhận thức của người dân chưa được tốt lắm. Em đã biết là đoạn video vừa rồi đã giới thiệu chúng ta khái quát phần nào đó về vị trí địa lý của biển Đông cũng như biển Việt Nam, cho chúng ta thấy sự giàu có về tài nguyên biển của nước ta. Đây chính là nguồn lực để chúng ta có thể phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên chúng ta thấy như sau, biển Đông đang đứng trước rất nhiều nguy cơ, đó là sự suy thoái về tài nguyên, sự ô nhiễm môi trường biển và đặc biệt đó là việc tranh chấp chủ quyền biển đảo hiện nay ở trên biển Đông. Vậy để hiểu rõ hơn về chủ đề này, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em dự án Biển Đông và sự phát triển bền vững. Để thực hiện dự án này thì các em sẽ đăng nhập tài khoản trong chương trình trường học kết nối và chúng ta sẽ tham gia dự án.